Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích bài thơ tiếp theo, bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. Chúng ta đã từng nghe Tố Hữu viết: "Nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình." Vâng, có rất nhiều bài thơ đã ca ngợi sự cống hiến của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, và Thanh Hải cũng là một trong những nhà thơ như thế. Nhà thơ khát khao cống hiến, dâng hiến cho đời, ước nguyện ấy đã được gói gọn rất nhỏ gọn trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ để hiểu hơn về điều đó nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần đọc và tìm hiểu chung. Về tác giả, chúng ta lưu ý cho cô: Thanh Hải tên khai sinh là Phạm Bá Ngoạn, quê của tác giả ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Và ông tham gia hoạt động văn nghệ từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là gương mặt tiêu biểu của thơ ca cách mạng miền Nam. Về phong cách thơ của tác giả, chúng ta lưu ý đó là phong cách thơ nhẹ nhàng, trong sáng, giàu chất suy tư, cảm xúc tha thiết, chân thành và lắng đọng. Về tác phẩm, chúng ta lưu ý cho cô về hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Bài thơ này được viết vào tháng 11 năm 1980, khi tác giả đang nằm trên giường bệnh, và sau đó khoảng một tháng thì nhà thơ qua đời. Chúng ta cùng đọc bài thơ nhé. Mùa xuân nho nhỏ, mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. Ơi con chim chìn chìn hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy quanh lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm xao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Mùa xuân ta xin hát câu Nam ai Nam bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Chúng ta đọc bài thơ nhiều lần và đọc thuộc bài thơ cho cô nghe chưa? Và chúng ta cùng tìm hiểu bố cục của bài thơ. Trên màn hình là bố cục của bài thơ. Như vậy chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy bố cục bài thơ có 4 phần. Và nội dung từng phần cũng như là giới hạn từng phần cô đã phân chia rõ ràng ở trên màn hình. Chúng ta cùng đánh dấu vào. Như vậy rõ ràng, bài thơ này được viết theo mạch cảm xúc của bài thơ, đó là cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, rồi đến mùa xuân của đất nước, khát vọng suy ngẫm của tác giả và lời ca quê hương đất nước. Mạch cảm xúc được diễn biến theo tiến trình, theo từng khổ thơ. Chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích nhé. Chúng ta đi vào phần đọc hiểu văn bản. Khổ thơ thứ nhất, cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời. Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc, ơi con chim chìn chìn hót chi mà vang trời. Đây là một bức tranh mùa xuân được vẽ nên bằng tâm hồn của người nghệ sĩ, với những nét chấm phá rất dễ thương, rất tuyệt vời. Đó là hình ảnh dòng sông, bông hoa và con chim, những hình ảnh rất là thân quen bình dị ở làng quê, nhưng đã mở ra được một không gian cao vời thoáng đãng từ dòng sông đến bầu trời, đặc biệt là sự hài hòa của hai màu sắc dòng sông xanh và bông hoa tím biếc. Bông hoa tím biếc, màu tím của xứ Huế mộng mơ, đã tạo nên được một bức tranh xuân hài hòa về màu sắc. Và trong bức tranh xuân hài hòa về màu sắc đó còn có âm thanh rộn rã của tiếng chim chìn chìn. Nếu như Nguyễn Du từng viết: "Mùa xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60", thì Thanh Hải lại là: "Ơi con chim chìn chìn", tiếng chim chìn chìn cất lên trong mùa xuân, báo hiệu một cái mùa xuân của làng quê rất yên bình, đầy đặc trưng của xứ Huế mộng mơ. Với động từ mọc đứng ở đầu câu đã diễn tả sức sống trỗi dậy của mùa xuân, với từ chi, chi là tiếng nói rất ngọt ngào của xứ Huế. Như vậy, cả bức tranh mùa xuân đã tạo nên cho chúng ta một gam màu tím biếc, một đặc trưng của xứ Huế mộng mơ,
và tạo nên cho người đọc cảm nhận được đây là một bức tranh tuyệt đẹp của mùa xuân. Và bức tranh tươi đẹp của mùa xuân được tác giả cảm nhận bằng nhiều giác quan, từ thính giác đến thị giác và xúc giác, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Từ khi nghe được âm thanh của tiếng chim, nhà thơ cảm nhận như âm thanh đó có hình có khối, giọt long lanh rơi. Chúng ta hiểu giọt ở đây có thể là giọt nắng bên thềm, giọt mưa xuân, giọt sương sớm hay giọt âm thanh của tiếng chim. Nhưng tác giả chỉ biết rằng nó có hình có khối và tác giả muốn đưa tay hướng lấy để nâng niu nó, để trân trọng nó. Ôi mùa xuân đẹp quá, đẹp đến say sưa ngây ngất lòng người, và nhà thơ muốn đón nhận nó, cảm nhận đó để được nâng niu vẻ đẹp của mùa xuân. Đây chính là cảm giác say sưa ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời vào xuân của tác giả. Tí xíu nữa. Chúng ta tìm hiểu khổ thơ tiếp theo, đó là mùa xuân của con người, được tác giả diễn tả ở khổ thơ. Mùa xuân người cầm súng, lộc chắc đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Ở đây tác giả chú ý đến hai hình ảnh, đó là người cầm súng và người ra đồng. Người cầm súng là diễn tả những người bảo vệ tổ quốc, và hình ảnh người ra đồng đó là người xây dựng đất nước. Họ là những con người đang mang lộc trải dài khắp đất nước. Lộc ở đây có hai nghĩa, nghĩa thực là chồi non, là lá mới, cành lá ngụy trang của người chiến sĩ, hay là mầm xanh mạ của người nông dân. Nhưng lộc ở đây còn có ý nghĩa, đó là sự sinh sôi nảy nở, sức sống trẻ trung vươn lên của người, con người khi mùa xuân về. Và những người chiến sĩ, những người dân lao động đó đã muốn cống hiến hết sức lực, tài năng của mình trong công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh. Và hai câu cuối của khổ thơ, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Tác giả đã sử dụng điệp ngữ tất cả kết hợp với từ lấy hối hả xôn xao để gợi tả một sức sống sôi động, hối hả khẩn trương. Đó là những sức sống của mùa xuân đang trỗi dậy, cũng như là con người lao động, người xây dựng đất nước, họ hối hả xôn xao. Một cái thái độ, một cái khí thế khẩn trương tươi vui thể hiện nhiệt tình và trách nhiệm của những con người đang bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ mùa xuân của thiên nhiên con người, nhà thơ diễn tả cảm xúc về mùa xuân của đất nước. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Hình ảnh đất nước 4.000 năm kết hợp với tính từ vất vả gian lao đã diễn tả những thăng trầm của đất nước trong quá khứ. Đất nước ta đã vất vả gian lao và có được một tổ quốc vững bền như hôm nay. Và cách so sánh rất đặc biệt, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước, gửi sự vận động không ngừng của đất nước như một vì sao chói sáng và cứ đi lên phía trước, phát triển vững bền và trường tồn. Chúng ta tìm hiểu tiếp khổ thơ, ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Chúng ta lưu ý cho cô, ở đây tác giả đã xưng ta, nếu như ở đầu bài thơ là tôi đưa tay hướng lấy, thì ở đây tác giả xưng ta. Ta ở đây là tác giả, cũng là tất cả mọi người. Nhà thơ muốn kêu gọi mọi người sống là phải cống hiến. Và nhà thơ muốn làm một tiếng chim hót để dâng hiến cho cuộc đời những tiếng hót say mê. Một cành hoa để tỏa hương sắc tô thắm cho cuộc đời. Và đặc biệt là một nốt trầm sao xuyến để góp vàn bản hòa ca muôn điều của cuộc sống. Và đó là một cái sự cống hiến rất khiêm nhường, rất giản dị. Một thôi, chỉ là một cành hoa, một tiếng chim, một nốt trầm, nhưng rất giản dị, chân thành và tha thiết. Và nhà thơ muốn mọi người cùng phải góp vào bản mùa xuân lớn của cuộc đời, của cuộc sống, để thấy được rằng
Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng. Một người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Đó chính là lời kêu gọi, sống phải biết dâng hiến cho cuộc đời của nhà thơ. Và sự cống hiến của tác giả là một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật ẩn dụ một mùa xuân nho nhỏ. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là thời gian đẹp nhất của cuộc đời con người. Và nhà thơ cũng muốn là một mùa xuân đó để được dâng hiến cho cuộc đời. Nhưng một sự cống hiến rất là khiêm nhường giản dị, một mùa xuân nho nhỏ thôi để góp vào mùa xuân lớn của cuộc đời chung của đất nước. Và sự dâng hiến đó là lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Một sự dâng hiến tự nguyện âm thầm, không ồn ào và khoa trương, lặng lẽ thôi, không cần ai biết đến. Nhưng sự dâng hiến đó là mãi mãi, dù là khi tuổi 20, dù là khi tóc bạc, thì sự dâng hiến đó vẫn không ngừng thay đổi. Sự cống hiến bất chấp thời gian, bất chấp tuổi tác, đó chính là lời từ hứa, lời nhủ và lời tâm niệm với lòng của tác giả. Một mùa xuân nho nhỏ cuối cùng của Thanh Hải đã dâng tặng cho đời trước lúc ông bước vào thế giới cực lạc, chuẩn bị ra đi mãi mãi. Mặc dù nằm trên giường bệnh, nhưng ông vẫn khát khao cống hiến, khát khao mạnh mẽ về dâng hiến cho đời, cho cuộc sống. Và kết thúc bài thơ là lời ngợi ca quê hương đất nước. Mùa xuân ta xin hát câu Nam Ai Nam Bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Kết thúc bài thơ là một câu hát của xứ Huế, đó là câu hát Nam Ai Nam Bình, câu hát ngọt ngào, chỉ có đặc trưng ở xứ Huế. Và qua đó, nhà thơ muốn thể hiện cái tình yêu, cái niềm tin yêu và sự gắn bó sâu nặng của tác giả với quê hương đất nước, với xứ Huế mộng mơ. Chúng ta cùng ghi những nội dung này vào. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung và nghệ thuật của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Bài thơ đã bộc lộ cảm xúc của tác giả trước mùa xuân, của thiên nhiên đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn làm một mùa xuân nho nhỏ để dâng hiến cho đời. Và nghệ thuật của bài thơ đã sử dụng thể thơ năm chữ, có nhạc điệu trong sáng, có hình ảnh đẹp giản dị và gợi cảm nhiều so sánh ẩn dụ và sáng tạo. Và bài thơ khi đọc lên đã lay động trái tim của mỗi người bởi chất gợi cảm, chất nhạc vấn vương, và đặc biệt là ước nguyện chân thành tha thiết của tác giả trước lúc nhà thơ qua đời. Dường như ước nguyện đó đã là tiếng lòng chung của tất cả mọi người của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy mà đọc xong, chúng ta phải hiểu ôi sống đẹp là gì hỡi bạn. Bài học Mùa Xuân Nho Nhỏ hôm nay đến đây là kết thúc. Về nhà chúng ta học thuộc lòng bài thơ và viết bài phân tích bài thơ cho cô nhé.